Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình ngày hôm nay. Và trong video kỳ này thì mình sẽ làm một makeup look rất là đơn giản, rất là Hàn Quốc. Cái kiểu makeup look này thì được inspire bởi Blackpink của Mi Mix ở giữa Jisoo và Jennie một xíu. Tại vì Mi thấy makeup của hai chị rất là dễ thương, trong trẻo và rất là tự nhiên. Và hy vọng các bạn sẽ thích video này ngày hôm nay của Mi. Nếu các bạn đang coi video và là buổi sáng của các bạn thì Mi chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Và nếu các bạn đang coi video vào buổi tối thì Mi chúc các bạn có một buổi tối thật là ấm cúng bên gia đình và người thân của mình. Và chúng ta hãy bắt đầu với video thôi. Primer hôm nay Mi sử dụng là dạng Cushion, có màu tím. Màu này là màu số 02 của Innisfree. Thay vì đánh lên toàn bộ gương mặt thì Mi chỉ cần đánh những phần cần được highlight như là ở dưới mắt nè, ở cằm, ở trên mũi và ở trên trán thôi. Trong video này thì Mi sử dụng CC cream của Vanilla Co. Mi sẽ sử dụng CC cream hoặc BB cream thay vì foundation, tại vì mùa hè nó sẽ rất là nóng bức và sử dụng foundation sẽ làm lỗ chân lông nó bị bí tắc hơn. Do đó thì Mi sử dụng những sản phẩm mỏng nhẹ giống như BB hoặc CC cream thôi. Và các bạn đừng quên đánh ở phần cổ và tai của mình luôn nhé. Sau khi đánh nền xong thì Mi sẽ phủ phấn. Hôm nay Mi phủ phấn dạng bột. Phấn này là màu 30 của Chanel. Mi rất là thích cái phấn này tại vì nó rất là mỏng mịn. Và ưu điểm của nó là nó có thể che lỗ chân lông rất là tốt. Những ai mà không thích xài primer dạng silicone để che lỗ chân lông thì mọi người có thể sử dụng em này thử nha, vì thấy rất là hiệu quả. Bắt đầu với phần chân mày thì Mi sử dụng phấn má hồng của MAC màu nâu đỏ để đánh vào phần đầu của chân mày để làm chân mày trông mỏng nhẹ và tự nhiên. Theo đó thì Mi sử dụng màu ash brown của NYX để đánh phần đuôi chân mày. Chú ý là Mi chỉ đánh 2 phần 3 từ giữa với phần đuôi chân mày thôi và Mi không đụng gì đến phần đầu chân mày cả. Sau khi Mi chải đều lông mày bằng cây cọ thì Mi sẽ sử dụng mascara. Loại mascara hôm nay Mi sử dụng là của Innisfree Skinny Mascara. Mi thích dùng loại này tại vì mình có thể có kiểm soát tốt hơn cái đầu cọ tại vì sự mỏng nhẹ của nó. Và một lưu ý nữa là Mi chỉ đánh ở trên phần lông thay vì đánh sát vào phần da của mình. Sau khi đã hoàn thành xong phần chân mày thì Mi sẽ đến với phần mắt. Mi sử dụng là màu hồng nhạt của 3CE. Mi sử dụng phấn má này đánh lên toàn bộ bầu mắt. Sau đó Mi sử dụng bản Plutus của 3CE luôn. Và đối với cái màu nâu mà Mi chọn ngày hôm nay thì Mi chỉ đánh lên 1 phần 3 bầu mắt thôi. Sau đó Mi dùng cái cọ má hồng này để tán đều hai màu với nhau. Tiếp theo đó thì Mi sử dụng màu gold ở trong cái bản Plutus luôn. Và màu gold này thì có nhũ một xíu và Mi đánh ở trên phần giữa của bầu mắt. Mi rất là thích đánh kiểu này tại vì khi mà cái ánh sáng nó chiếu vào cái mắt mình á thì cảm giác là cái mắt mình nó rất là long lanh. Tiếp theo Mi sẽ trộn màu matte hồng và nâu lúc nãy để đánh vào 2 phần 3 đuôi mắt ở phía dưới. Mi sử dụng kẻ mắt màu nâu đậm để tight line cái phần mắt nước ở phía trên. Một tip cho các bạn mới tập kẻ mắt nước thì các bạn có thể hơi hơi nhắm mắt lại và cảm nhận cái bút chì của mình nó kéo ở trên cái phần mi mắt ở trên á thì các bạn sẽ đỡ đau hơn.
trong cái makeup hồi hôm nay thì My kẻ cái phần phía mắt trong nó hơi đậm hơn một xíu. Sau đó My lấy cái bút My tán ra thì cảm giác cái mắt nó sẽ to hơn bình thường. Bước tiếp theo, thay vì kẻ eyeliner bằng nước thì My sẽ bấm mi và chải mascara. Trong khi đợi mascara khô thì My sẽ sử dụng cái nhũ màu hồng sáng này để đánh ở phía trong phần mắt. Tiếp theo thì My sẽ che khuyết điểm ở phần bọng mắt một tí xíu. Và sau đó My sẽ đến bước eyeliner. Đây các bạn sẽ thấy là My sử dụng một cái cây eyeliner, cái đầu cọ nó rất là mỏng, mảnh và nó là màu nâu thay vì màu đen. Tại vì đối với mà makeup hàng ngày á thì sử dụng màu nâu trông nó sẽ rất là tự nhiên. Và My chỉ cần đánh một cái đường rất là mỏng thôi và nó đã tạo cho My một cái cảm giác là cái mắt My nó dài hơn, nó to hơn. My đặc biệt thích kẻ kiểu này tại vì nó làm cho cái mí mắt của My nó rõ cái hai mí hơn là những kiểu khác. Tiếp theo thì My sẽ dùng cái highlight này để đánh ở trên gò má, mũi và trán. Đến phần má hồng thì My sẽ xài cái phấn má My dùng cho mắt ban nãy để đánh toàn bộ phần má hồng. Về phần son thì My đánh màu cam nhạt ở phía dưới để làm phần base và sau đó đánh màu cam đậm hơn một xíu ở lòng môi để cảm giác môi nó tự nhiên hơn và nó mỏng hơn một xíu. Cảm ơn các bạn đã đón xem video ngày hôm nay của My. Và nếu các bạn có request gì về video thì các bạn có thể gửi cho My inbox ở Instagram của My là ở đây, hoặc các bạn có thể comment ở bên dưới cho My biết. Và tất cả các sản phẩm My sử dụng trong video thì My cũng sẽ để ở trên màn hình video để các bạn có thể dễ thấy hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.